là cái cầu vòng, cái này là khu vui chơi, mình có thể bỏ được những cái con vật này vô. Con này mình sẽ bỏ có một cái xe này, mình sẽ bỏ vô đây nha. Các bạn bỏ như thế này thì có thể bỏ vô được. Cái can
nó rất là đẹp và rất là dài. Con tiếp theo, các bạn lại là con bự nữa nè, nhưng mà nó lại dài hai cánh tay nữa rồi. Mà không sao, mình vẫn mà mình làm biến mình nó dễ ẹt hả? Mà không sao, mình sẽ biến thành thành ra máy bay nha. Dễ lắm. Dạ. Cũng hơi bị đau tay. Vậy là xong máy bay rồi nè. Các bạn thấy nó đẹp không? Và cả hai cái cánh xinh đẹp này nữa nha. Nó có thể xoay được. Đó, các bạn thấy hai cái cánh này đẹp không? Và cả hai cái đèn này nè. Con này là của gì ta? Bác sĩ. Nè, mình biết mà không rồi nè. Nó cũng có đập tim này là mình biết rồi. Con cuối cùng, đây là bạn đội chó cứu hộ tiếp theo nha. Mà bạn này là bạn mới á. Mà bạn này tên là Rocky, như cái con kia hồi trước á mình quay á. Nhưng mà mình còn mà các bạn thấy hai con, các bạn thấy hai con này giống nhau không? Nhưng mà chỉ có bộ dạng nó khác nhau thôi. Cho nên các bạn cũng mà mình có thể gọi được cái này nè. Đó, các bạn thấy cái xe này đẹp không? Và cả cái này nữa, trong đây là mình được phao để mình bắn nó ra. Nhưng những cái phao mình, những cái phao mình đó, chắc là để trong đây rồi. Chắc là mình sẽ kiếm đó sau để giúp những các bạn sau nha. Các bạn, và các bạn nếu mà gắn vô thì mình làm này nè. Đó. Và nếu mà bắn phao thì mình chỉ cần lấy cái này mình bẹt ra thôi, cái phao nó sẽ bắn ra. Bạn này là đội chó cứu hộ Rocky, bạn này là từ nước, cái này là thuyền, nếu mà đi dưới xuống nước thì mình có thể đi được luôn. Và nó cũng có huy chương nè, cho các bạn xem đây. Đó. Nói chung là mình đã giới thiệu hết những cái món đồ chơi này rồi. Giờ hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Tạm biệt.